Hello, tôi chính Hảo xin chào lại lại kênh của mình nha. Làm đây WGD Khánh ơi, để Khánh chúc tất cả anh em một ngày vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bên gia đình và người thân nha. Nhưng mà ok, tiếp tục quay lại kênh trình xe ghi leo tấm súng M1887 của WGD Khang nữa nha anh em ơi. Đấy, top Cà Mau thì Khang vẫn giữ top 2. Cái bạn top 1 Cà Mau không biết ở đâu ra mà lên top 1 Cà Mau nhanh thật sự nhưng mà ấy hay là ở tỉnh khác qua top 1 qua Cà Mau phá thì Khang nữa. Ok, còn top Việt Nam thì Khang nó lên được top 45 rồi mà. Ấy thì hiện tại gần cuối mùa rồi anh em ơi. Còn có vài ngày thôi là được cuối mùa rồi. Ấy qua mùa mới rồi anh em ơi. Ấy cho nên thì Khang leo nói chung là leo tiến trình leo chậm lên một tí. Qua mùa mới thì Khang sẽ leo nhiều hơn nữa nha anh em ơi. Ok, hôm nay thì Khang sẽ chơi tiếp tục đấy 187 địa chất, cũng đã lâu rồi thì Khang mới quay lại chơi địa chất anh em ạ, khoảng một tháng rồi. Ấy combo thì Khang vẫn chơi lại Orion nha anh em ơi. Thì Khang đã chơi lại Orion rồi. Đấy anh em xem thì Khang kết hợp địa chất với lại Orion sẽ nói chung là sẽ hiệu quả và đẳng cấp như nào anh em ơi. Ok, let's go vào thôi. Ấy vô anh em ơi. Ấy hôm nay thì Khang ngủ ghê OCTV tí vì anh em ạ. Ấy người có thao tác tay theo mình á, ấy theo bản thân mình đó là thao tác tay nhanh nhất Việt Nam anh em ạ. OC thao tác tay nhanh lắm anh em. Ok anh em ơi, tiếp tục chiến đấu anh em ơi. Vậy cổng trời với lại OC mà xây bể cái đầu nè. Chạy đâu em ơi. Ôi trời, như cá luôn OC ơi. Ok, ông ở trong đó ông xử đi ông ơi, để tôi ở ngoài tôi xử bên ngoài cho. Rồi đây chúng mày đây. Ôi trời, bể đâu. Bắn này chúng kia đó mày. Trời, chúng bắn cái thằng ngoài xa, chúng thằng gần ấy đó mà. Ôi trời ơi, ảo ma cái đá luôn. Ui giời, gạt cũng bay đầu luôn. Mày ra đây. Ui trời, ngon lành đấy mà. Ui OC được ông ơi, được ông ơi, đừng đi nóc nha. Nóc là mệt lắm đấy, khu này đông lắm đấy ông ơi. Trời ơi, cẩn thận nha mà. Đấy nói chung là khu có địch. Rồi mà cô cũng trời sẽ có. Ê, con 87 đi mày. À, con 87 đi rồi. Lấm gạt đặt kèo cái đã. Ừ trời ơi. Đặt kèo chặn lại đi lụm một 87 chứ anh em. Đây rồi. Ui, có năm viên đạn anh em ơi. Không sao, lút thêm đây rồi 15 viên đạn anh em ơi. Ui trời ơi, 187 anh em ơi. Có 187 với lại có kỹ năng Orion luôn. Ra đây xin một cái tuổi luôn anh em ơi. Trời đâu hết rồi, hết rồi. Ui trời ơi, trời ơi, có được anh em ơi. Nó vô anh em. Mày sao? Chạy đâu? Vẫn mặt các bạn. À, đây là hai viên có thằng chạy luôn. Bên trái Orion lên chết luôn. Trời ơi, đúng là Orion, tác dụng Orion đấy mà. Đó là cái sự đụng gọn, cái sự nói chung mà khó chịu của Orion đấy mà. Đây thì có địch chúng mình luôn. Bể đầu. Ui trời ơi, đông quá anh em ơi. Trời ơi, giết địch bình luận không kịp luôn anh em ạ. Đấy thì OC TV lâu rồi thì Khang mới chơi chung với OC TV đua squad đấy mà. Đấy nói chung là lâu lắm rồi mới chơi đấy mà. Đấy, anh em lâu mới ngủ lại chơi với nhau như vậy đó anh em ơi. Làm cho anh em chơi một cái clip cực kỳ vui đấy mà. Đấy mà mình chơi chung với OC hài lắm anh em. Mình chơi OC chơi hài lắm anh em ạ. Chết lên chết xuống anh em ơi, nhưng mà không sao anh em ơi. À nói chung là mình với OC bắn theo kiểu hổ báo có trộm bên phải anh em ơi. Bể cái đầu. Ui trời ơi, bể cái đầu gối luôn anh em ơi. Nói chung là 187 thì Khang bắn hiệu quả thôi mà. Đấy thì Khang không quan trọng bắn vô đầu anh em ơi. Nói chung là bắn hiệu quả, đơn giản hiệu quả, giết địch là ok. Với lại cầm địa chất mà nên địa chất mà tăng một xuyên giáp, mà tăng một xuyên giáp thì chắc chắn là phải đục giáp anh mà. Địa chất xuyên giáp thì phải đục giáp. Ok anh em ơi, trận đầu tiên thì Khang nhảy cũng trời với OC mà. Ok, lấy xe đi ông ơi, đi OC ơi. Get go. Ôi bảy kêu rồi. Bây giờ kiếm thêm kêu anh em ơi. Kiếm thêm anh mà. À, mới nhiều đây kêu thấm thế vậy mà. Kiếm thêm. Rồi nhảy hết cái khu này mới bảy kêu rồi. OC đấy cũng 5 6 7 kêu rồi anh em mà. Ê, chứ mà có địch luôn anh em ơi. Ôi trời ơi, cho OC lượm luôn anh em ơi. Trời ơi, OC bắn không được mà chạy mình gượt theo luôn mà. Ê, hai thằng gượt luôn anh em ơi. Trời ơi, này chạy ghê đấy. À, ngay cái chỗ này hơi gượt nó mệt nó rồi. Trời ơi là trời, lẹ đi em ơi. Ra solo 1.18 này anh em à. Ê, nó chạy xuống bìm đây rồi anh em ơi. Đây thì bơm máu đây anh em ơi. Rồi ok, là keo công luôn anh em ơi. Rồi đó là trời, nó chạy kìa, quải cái đây chứ. Úi trời ơi, ôi chết vô xe mà. Ôi hay quá anh em ơi, quải cái đây. Ê, xưa có định anh em ơi, bắn nhau. Úi xùi ui, bắn nhau như cá luôn, tự nhiên đâu ra vậy. Đâu ra đông quải cái đạn luôn anh em à. Ê, được. Đây bởi cái đầu. Ui giời, đạn kiểu ghim đầu. Anh em thấy không, anh em để Khang khỏi cần kéo tâm mà vẫn đạn tự ghim vô đầu anh em à. Ui trời ơi, như vậy mới đẳng cấp anh em ơi. Ok, gạt luôn. Oxy ơi, qua chơi đi ông ơi, qua đẩy lên em ơi. Ui trời, cháu đây. Ui trời ơi, bắn gạt 300 máu không chết kìa. Cái thằng đạo chính này chạy xe nhưng mà mình bắn bởi xe luôn anh em. Thằng đạo chính nó có đem Misa đấy, mình không ghim tâm được cho nó cho nên mình bắn bởi xe. Ui rồi ôi thế nào làm sao. Ok, gạt luôn anh em ơi. Chơi đi ông ơi. À, lũ ra chơi không bởi đầu bây giờ nè. À, nó bắn oxy mà mình lút đồ đã. Ừ trời ơi, ok, đẩy qua luôn anh em ơi. Cô bơ oxy mà ấy, 2-1 không tròn thì cũng què anh em ơi. Oxy ơi, từ nha ông ơi, chơi đi. Ê, có thằng đắp vô ông ơi. Hai đạn lận. Cẩn thận anh. Ủa rồi xong rồi. Oxy ơi cẩn thận ông ơi. Còn thằng nữa, để mình mở mít mình đâu oxy ra. Có được ông ơi, còn thằng đắp vô ông ơi. Rồi xong rồi, xong oxy rồi. Rồi hãy đi Khang qua cover kịp anh mà. Nói chung là bắn với nhau phải cover với nhau anh ơi. Đấy mình nóc rồi oxy cover ấy mà oxy nóc mà mình cover thôi mà. Có qua có lại anh em ơi. Ok, 10 kill rồi. Đấy, bây giờ lấy xe đi tiếp ông ơi, Đấy oxy thì nói chung mà mình thấy oxy thao tác nhanh nên mà oxy ổng bắn hay bắn tầm xa anh mà. Mình thì mình lại thích bắn tầm gần.
Đấy, mình thì mới trong gần OC gặp địch, anh em gặp địch là nhảy xuống xuống liền anh mà. Nhảy xuống liền, đấy, OC không không có nhảy ra nhảy gần địch đâu. OC nhảy rất là xa thằng địch anh em mà. Ấy, ổng bắn tầm xa mình thì mình bắn tầm gần. Nói chung là kết hợp như vậy là quá ok. Đấy, anh thấy OC ở sau lưng mình kìa anh em mà. Đấy, mình ở trước mặt mình vô mình tăng cơ anh em ơi. Cái OC cover thì mình ở đây mình tăng cơ tầm gần anh em mà. Ok, ok, gạt luôn. Đấy, 11 kill ơi, mình với OC nói chung là hai người này nói chung là gặp địch là giết anh em ơi, không có nhường ai kill hết trơn mà. Ấy gặp địch là bắn anh, không có ai nhường kill ai hết trơn. Ok, chứ mà có địch anh em ơi. Ok, OC đẩy anh không? OC đẩy kìa. Đó, ôi trời ơi, OC ơi. Ôi, không chịu không nói nữa mà, tay thằng sần gân nó sụt ghê quá anh em. OC cầm tiểu ly chơi tao sao lại anh em. Ấy nó cầm sần gân mà anh em à. Ê, còn địch sao lưng anh em. Ôi, đâu ra vậy em ơi. Ôi giời, OC đốc mọi người anh em ơi, bị thằng kia nó bắn A12 anh em à. Mới hồi sinh lên em ơi, hồi sinh có 20 máu thôi, thằng này bắn A12 25 máu rồi, cho nên là OC bị nóc nữa anh em à. Ok, bây giờ di chuyển thôi em ơi, di chuyển thôi OC ơi. Ok, lên xe ta bong qua những chặng đường với OC. Ê, đông nha. Quả này mà mình phải có xe xanh mình đẩy luôn anh mà. Chỉ xe này mình không đẩy được anh em ơi. Mình muốn đẩy là mình cong nó quá anh em ơi. Bắn tầm xa này mình không thích tí nào cả. Úi trời ơi, bắn không được kìa, nó núp vô mỏm đá anh em à. Nó cáo già quá anh em, núp vô mỏm đá anh em ơi, không chơi được anh em ơi. Cha đau. Úi trời ơi, đau đấy. Ui ơi, ra đây, giỡn hoài, dám đùa. Cha, ui ơi, đau anh em ơi. Ui nó đục keo anh em ơi. Ê cha, đục keo ghê thế. Ui trời, bơm máu cái đây. Ui ơi, đau đấy. Trời ơi, đục keo nhanh vậy mà. Ừ, đục keo nhanh thế. Úi trời ơi, quá cái này anh em à. Ui đục kia nhanh vậy. Ôi trời. What the hell? Ui mà 249 tin mới. Trời ơi, đục keo đặt không kịp luôn anh mà. Chưa đặt quá keo cái mất tiêu. Chưa chạy vô cái hay quá OC ơi, hay quá trời. Ui trời ơi. Ui quả này mình với OC lỗi rồi anh em ơi. Lỗi rồi. Ok, làm lại ông ơi. Hài quá được. Ok, 19 kill với 13. Nhưng mà mình với OC mới bắn có 5 phút đầu anh mà. 5 phút đầu hai thằng 25 kill anh em. Ôi, ok, vô trận mới luôn anh em ơi. Hãy liên tiếp luôn. Hãy ấn vô cái vô liền của anh mà. Ok, vô trận mới luôn rồi. Video này rơi liên tục hai trận cho anh em xem luôn anh em ơi. Ok, vô thôi anh em ơi. Đấy, ok, mình cắt tới cái đoạn đáp dù cho anh em anh mà. À, dùng xanh ngay khu cầu đôi này hơi khó bắn anh em ơi. Khu này nó hơi thưa một tí. À, ok, mình lút đồ một tí, mình kiếm địch anh em ơi. Khu này mình kiếm 187 hơi khó. Chết chắc rồi. Ấy mà xem vui đầu game thì thấy ô rồi luôn. Ok, thì nói về hành trình lên tới 187 của mình anh em à. Thì hôm gà nói chung là gần cuối mùa rồi. Đấy, đây khang nói chung là mình cũng biết mà anh em cuối mùa mà leo nói chung là leo từ từ thôi. Ấy quan trọng là đầu mùa để leo nói chung là đua top nó mới căng anh em à. Ấy thì anh em muốn đây khang á, muốn theo dõi đây khang cái hành trình leo top 187 của đây khang á. Anh em có thể lên kênh top đó là WGD Khan mà. Ấy khoảng 160-170 người follow anh em ơi. Ấy anh em có thể lên chỗ anh xem lúc đây khang livestream anh em ơi. Đây khang livestream một lúc qua buổi trưa anh em ơi, khoảng 10 giờ 11 giờ 12 giờ 1 2 giờ đó anh em à. Nói chung là đây khang không có lịch live cụ thể, đây khang nói chung là có công việc nhiều, khá là nhiều công việc bận anh em, cho nên là mình nói chung là cũng khá là nhiều công việc anh em à. Cho nên là mình rảnh lúc nào mình like lúc đó. Ấy mong anh em lên vô top với đây khang follow ủng hộ đây khang nha. Và nhớ đón xem đây khang livestream để đây khang làm cái hành trình leo tấm súng cho anh em xem cho đó nha anh em ơi. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Ui trời mà số 10 bắn toàn đầu thôi mà. À, lên luôn em ơi, công luôn. OC rút Mỹ trên kia rồi anh em à. Thấy OC rút Mỹ trên kia rồi. Ok, lên luôn em ơi. Bây giờ nói chung là đi lẻ hơi khó chơi nè mà. Bây giờ anh em đi chung bắn với nhau nó mới dễ em ơi. Ok, lên luôn, cứu nhau hả mày. Úi trời, hai thằng ơi, nó cứu lên rồi em ơi. À, từ mình lừa, vũ nè. Ấy, bị vũ nè. À, nó có keo em ơi, phóng lụ. Ok, Ogre lên. Đấy, Ogre thấy. Ôi trời ơi, làm sao? Trời ơi, Ogre em thấy không? Sự lợi hại của Ogre đấy em ơi. Bạn ơi, ok, đắp hai em ơi. Còn địch lên. Hai thằng luôn. Ok, đắp ba thằng cuối. Mày hả mày? Ok, một bao. Ôi trời ơi, mà sức ơi. Ấy, trời ơi, ngon lành cành đào luôn. Trời ơi, ôi rồi, 187 luôn anh mà. Quá ngon lành. Cái có nhiều bạn bảo anh Khang ơi, sao anh bình luận như đọc gáp vậy? Đấy, mình nếu mà mình bình luận chậm thì sao mình đọc kịp tình huống anh em? Đấy, mình phải bình luận nhanh, mình mới kịp được cái tình huống đó mà. Tình huống mình quá nhanh anh em ơi, mình phải đọc nhanh với lại đọc lẹ đó mà. Đấy, em mong anh em thông cảm nha anh em ơi. Nói chung là mình đọc tình huống mà anh em à. Ok, gạt lót. Này thì kim tim nè, mấy cái thằng kẻ phân diện này. Đây Khang hôm nay không làm kẻ phân diện nữa nha. Đây Khang hôm nay tiêu diệt mấy anh em kẻ phân diện anh em ạ. Tiêu diệt kẻ phân diện hết. Đấy, đây Khang với OC bắn toàn đầu anh em à. OC có một cái là ông thao tác nhanh thật sự, nhưng mà ông bắn một cái là ông mình thấy ông nóc quá anh em à. Ông nóc quá anh em, nhưng mà ông bắn toàn đầu anh em à. Ấy nói chung OC bắn theo kiểu múa may quay cùng bắn hết sọt anh em ơi. Mình thì mình trái ngược lại, mình không múa mà mình bắn vô giáp anh em ơi, nhưng mà mình hiệu quả hơn. Ấy OC nói chung là bắn đẹp mắt hơn mình. Ấy mình thì mình bắn hiệu quả hơn thôi. Ok anh em ơi, nói chung là có này có kia, có này mắt kia, nhưng mà mình cũng vậy thôi. Ok, chạy đâu em ơi. Úi trời chết mày là ui đạn từ dí đầu anh em ơi. Ảo vậy trời, pha này hơi ảo nha. Ôi pha này không chấp nhận rồi anh em à. Hơi ảo. Ui trời ơi, căng ba luôn, chạy đâu em ơi. Trời ơi, dí thế này thì thôi chứ.
thế nào mà chạy được, thế nào mà chạy được, quải cái địa chất nhanh quá em ơi, quá mạnh đấy em à. Ôi tay tay thế nào, ui rồi chơi nó không, chơi nó 13 kg rồi, 13 kg rồi, còn nó không, còn nó không, trời là trời, đang đổi kêu anh em ơi, quá thì đổi luôn em à, hay quá oxy ơi, còn ai không để khen quá chị đổi chiêu rồi anh em ơi, đây còn cái này xe mày ui xe hai thằng luôn mà, từ từ mấy em ơi, đẩy vô nhà nè, 32 con này dám đẩy vô nhà mới gọi là đẳng cấp nè anh em à, ui bị bắn rồi, bị bắn hướng khác rồi mà, ui lấy xe chạy em chi đấy, chạy đâu em ơi, chạy đâu, ui châu bò, ok mình ra luôn, qua ra chơi luôn công luôn anh em ơi, ấy trụ đạn lên anh em ơi, lửa chạy lên cái, ui không có hết lựu đạn rồi anh em à, hết lựu đạn rồi, à khoan, ấy khóa keo mình sẽ bắn tầm xa anh em à, cổ ngáo rồi, rồi chết chắc rồi kìa, chết chắc rồi em ơi, ôi bởi đâu luôn, thôi oxy bên kia còn bắn nữa mà, oxy thì sau lưng mình trước mặt, oxy sau trước mặt bên đây nữa mà, ôi mỗi người một hướng anh em đây, người trước mặt người sau lưng như vậy đó, cô với nhau không ai bị hiện tượng bắn lén anh em ơi, hai rồi phóng lựu lên câu không, đây chạy đâu em ơi, rồi mấy này nhây quá anh em ơi, à khoan. Ai mình tìm cách để mình lút thêm đạn xuống trường cái đã. Mình quay về mình lút thêm đạn xuống trường cái đã. Đấy oxy bắn nhau bên đó xong rồi anh em à. Đấy để mình gủ oxy qua đây để mình cover với mình anh em ơi. Ai bên đây còn đông lắm. Mà thấy chỗ oxy hết địch rồi chứ mình còn khá là đông anh em à. Ok đi oxy ơi, đi theo đi Khang, để cover đi Khang nào. Hai người hợp tác lại nhau ơi. Đi Khang bắn nhiều quá chịu không nổi anh em à. Hãy kêu oxy qua bắn tiếp anh em ơi. Hãy oxy qua chia kêu tiếp rồi chứ nhiều kêu quá thì Khang bắn sao nổi đấy không. Nhiều kêu quá bắn sao nổi. Ok oxy chạy qua chơi kìa anh em. Hay quá ok oxy ơi, quá đi ơi. Hãy oxy bên dưới mình bên trên à. Hãy oxy cũng chia hướng anh em à. Được đấy, đẹp trai đấy anh em ơi. Quá đẹp trai luôn. Rồi ăn lựu đạn nè. Lựu đạn nè em ơi. Chết không. Một nhảy nè, hai nhảy nè, ba nhảy. Đúng trời, ba nhảy không chết luôn kìa. Châu bò nè. Ồ rồi lên cái đã. Đây có đỉnh em ơi. Đây có đỉnh kìa. Mày. À ra đây. Ra đây. Ôi gần lên cái đá. Trời ơi. Một vé đặt cái. Ôi trời, gà đạn cái đá chết chắc nữa mà quá trời chạy đâu. Ôi trời. Vô cái hướng này thì thôi chứ, vô cái hướng cuối đồng đội thì thôi chứ sao mà đỡ được mà. Đấy đi Khang vả cho view mồm luôn em ơi. 16 kêu rồi. Trời ơi cái bo còn có 11 thằng thôi. Đấy oxy nãy giờ tại vì cũng ít gì cũng 10 kêu anh mà. Đấy hai người cũng nói chung là nãy giờ chắc cũng hai mấy 30 kêu anh em. Đấy oxy tại cũng mười mấy kêu anh em mà chứ không phải 10 kêu đâu. Đấy nãy giờ mình thấy oxy bắn khá là nhiều. Ok anh em ơi, mua thêm đồ ra, mua thêm xăng luôn. Ok. Đấy lấy xe đi ông ơi. À trời ơi có được sau lưng. À chứ bay hả mày. Ok lên chết chắc. Đấy. Bắn hai viên Ogon lên đấy mà cài đạn xong bắn đó mà. Ok anh em thích đi Khang với lại oxy với lại ai á, hãy bắn chung với nhau, còn lắm với nhau. Anh em có thể comment phía dưới nha anh em ơi. Và anh em đừng quên cho đi Khang một like và đừng quên cho đi Khang một đăng ký kênh video này nha anh em ơi. Hãy giúp cho đi Khang đạt được 1k gửi like ở video này. Hãy anh em ấn đăng ký kênh nha anh em ơi. Dạo này kênh vì của mình mất tương tác quá. Mong anh em ủng hộ đi Khang để mình lấy tương tác lại nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Ok lên xe bé ơi. Oxy anh em ơi. lên xe anh em à. Ok đây rồi. Oxy ơi, chuẩn bị anh em ơi, thấy không? Oxy nhảy liền anh em ơi, oxy bắn tầm xa thôi mà. Mình chơi tầm gần anh em ơi, mình thích lụi thẳng luôn anh em ơi. Mình thì thích lụi sát bơi luôn anh em ơi, lụi vô thẳng trước bắt địch bắn luôn anh em ơi. Ấy chơi đối diện mặt bắn nữa phê anh em à. Còn địch không? Rồi hết rồi anh em ơi. Trời anh em ơi, anh em bắn nhau cái này thôi, tụi đâu đông lắm, có hai ba người cái này thôi. Ê, đẩy ngu nè, ôi gần lên cái đã chết chắc luôn mày, hai viên rồi, một máu, ôi giời, hay quá oxy ơi, oxy cover mình anh em à, cái này cover hay là két em, trời oxy két chắc anh em à, két rồi, ôi, cái này oxy két chắc rồi anh em à, ok lên xe oxy ơi. Này nói chung không sao anh ơi. Ôi dướng kẹt uống sổ. Ok xuống anh em ơi. Ui oxy có định sao vậy em? Ơi có định sao vậy oxy? À như chỗ oxy có định em ơi. Đấy để mình chạy vòng cho oxy bắn anh em ơi. Đây oxy bắn rồi. Nãy sau lưng có định em ạ. Ê như cái thằng này nãy trên cao bắn mình anh em. Đấy ok mình lui xe mình cứu oxy anh em ạ. Rồi hôm nay đi Khang làm tài xế thân thiện này nôi chứ. Ơi nhiệt tình thế này thôi lên xe ông ơi. Trời ơi là trời. Đấy ok get go. Đấy xin một cái đuổi. À như cá luôn. Rồi, hai con hổ đói anh em ơi. Ok, hai viên là chết luôn anh em ơi. Trời ơi, trời, hai viên địa chất là bay màu luôn. Leo top chỗ này thôi chứ còn gì bằng anh em ạ. Ok, chết luôn anh em ơi. Leo top, đặt cây quá đá. Ui rồi, quả này chết. Mày ở đây bắn ai vậy? Ui rồi, đừng bấm máu cái mày. Bấm máu cái. Ê, đừng có nóc cái oxy, cẩn thận nha em ơi. Ông nóc một cái là hơi khó chơi đấy anh em ạ. Đấy, mình với oxy ngồi với anh em. Ấy mình nóc một cái là oxy cũng đi luôn. Ấy oxy nóc là mình cũng đi luôn anh mà. Nói chung là hai mình với oxy mỗi người nóc là hơi khó chơi anh mà. Cảm giác lạ lắm anh mà. Ok xuống luôn. Rồi trời núp ở dưới làm gì? Xuống oxy ơi, oxy xuống với mình mà. À chạy xe mày hình như xuống xe anh mày. Ấy bị bắn gén anh mày, bị bắn gén xuống xe anh mà. Rồi xong rồi. Còn cái 8 thằng cuối thôi. Ấy cha. Úi trời ơi. À giữ gì sao? Rồi ok chơi luôn ơi, xuống sạc anh ơi. Ui nó sạc mình đau thế. Ui trời ơi sạc đau quá ông ơi. Không sao. Đấy đồng đội mình cover, Đấy ok mình ra mình đặt keo máu cái mà. Đấy khóa keo ra đi ơi. Ok, đấy giỡn mặt các bạn. Đấy mình bay cái giáp luôn mà nó sạc ngát quá các bạn.
sạc mình 2 chích 3 cái giáp luôn mày. Ok mình xuống đây mình mua thêm cái giáp nữa mày, hãy xuống đây mua thêm giáp, mua thêm giáp. Ấy không biết có ai dưới đây không nhờ. À còn mấy đá, có luôn có luôn. Ấy không có giáp chơi mình luôn nè. Chạy ra đây mày, 2 viên không chết thì gà đạn tiếp anh mày. Chứ 2 đạn cho mày thêm 2 viên nó bay màu luôn nhưng mà 3 viên mới chết rồi mày. Ấy viên thứ 3 mới chết rồi mà. Viên thứ 4 thì nó gạt rồi mày. Ok mua thêm đồ mà. Đấy mua thêm cái giáp cái đã. Đấy mua thêm giáp nè. Ok. Ê nghe tiếng chân anh mày. Đây 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 đáp dù hả mày. Đáp dù hả mày, chạy đâu mày. Úi trời ơi, đây rồi. 2 viên là lách nè, lách ra là úi trời ơi bị lát anh mày chết luôn anh mày. Trời ơi địa chất nó mạnh quá. Ui mạnh kỳ nữa mà, bắn đam rất là phê mày. Hãy cầm địa chất anh em leo tóc súng là khỏi mấy bạn anh mà. Thề với em luôn anh mày. Ôi ok 21 kill luôn kìa anh mày. Ôi quá là phê, địch quá là phê luôn. Ôi bắn cái này thôi chứ còn vẫn còn nha anh mày. Video khá dài đấy, mong anh em xem Khang một like và đừng quên cho Khang một đăng ký kênh nha. À, anh em nào đang xem video công chiếu anh em chỉ cho đi Khang một like nha anh ơi, ấn cho đi Khang một like và nhớ comment ở dưới nếu góp ý video anh em ơi. Nếu anh em muốn đi Khang chơi về cái chủ đề gì hay hoặc là chơi chung đeo tóc súng với ai anh em nhớ comment ở dưới nha. Chơi với cu lì với ai nhớ comment ở dưới nha anh em ơi. Ok lên thôi Oxy ơi, chơi đi. Ủa trời ơi mình 21 kill rồi. Bây giờ ơi còn có thằng cuối anh em à. Đây không biết thằng cuối ở đâu đây. Oxy hồi để cái tổng xem mình với Oxy bao nhiêu kill anh mà. Nãy giờ chắc tổng thì chắc cũng hơi dữ thế anh em ơi. Nó nhìn hơi giỏi luôn đấy mà. Nó cứu thì mình. Ui trời ơi, đạn tự nhiên đâu. Ui ôi, máu đỏ thế này thôi chứ ai chịu nổi đúng không Oxy ơi. Gạt đi ông ơi. Trời còn thằng cuối anh mà. Đây thằng cuối như đáp dù anh em ơi, đây đáp dù kìa anh em ơi. Ok mình kêu Oxy one shot cái đi anh em ơi. Đấy mình kêu Oxy one shot anh em ơi. Mình nói Oxy có thằng đáp dù kìa anh em ơi. Đấy one shot đi ông ơi, one shot đi. Trời ơi, như Oxy không thấy anh em à. Như Oxy cái thằng này nó bay đâu, Oxy không thấy mà. Mình cũng không thấy luôn anh em. Nó đáp dù đâu mình cũng không thấy luôn à. Trời đáp dù đây. Có một thằng còn mình nên bạn thì bạn ra bạn đứng yên cho mình bắn đi. Trời ơi là trời, vì sao bạn cân được mình với Oxy vậy? Mình coi trên gốc cây không thấy nữa mà. Nghe trên đồng cây không thấy nữa mà. Trời ơi là trời, bắn đi bạn ơi. Đây thấy rồi bể đâu ra. Ui trời ơi. Full đỏ luôn anh em à. Ok anh em ơi, để tổng kết xem anh em à. Ấy vẫn còn một trận cuối cùng nha anh em ơi. Đấy anh em nhớ tiếp tục đón xem nha. Đây rồi, bao nhiêu đây? Ui trời ơi. 23 với 14 hả? 37 kill. Trời ơi, hơn nửa map anh em à. Cái map có 48 thằng rồi mình giết 37 kill. Rồi. Ok tiếp tục. Lại là map đảo thế kỷ anh em à. Ấy mình với Oxy có duyên map đảo thế kỷ anh em, chơi map đảo thế kỷ là top 1 anh em à. Còn chơi map đảo quân sự là gãy anh em ơi, bắn được biết bao nhiêu kill luôn xong cái gãy anh em à. Ê, đấm cái gì? À trời đặt keo anh em à. Trời ơi mình tính nhây nó mình đặt keo rồi. Trời nhưng mà không thể nào mà chạy được anh em ơi. Không đường nào mà chạy được cả. Ok chết luôn anh em ơi. Đấy bây giờ mình lượm 70 mình bắn cái đã, bắn một tí đi anh em ơi. Mình lượm 104 sao, 187 sao. Cái khu này mình cũng thấy khá ít người anh em à. Ok bây giờ mình qua tới khu võ đài anh em ơi. Hãy mới mua xuôi xăng anh em à. Đấy khu bên kia ít người quá anh em à. Đấy nóc vậy, úi trời ơi, đâu đây vậy bé ơi, lên nóc nhà là bắt con gà là bỏ vô nồi, ấy trời ơi, đáp dù, úi trời mắc tầm rồi anh em ơi, thôi bỏ đi anh em ơi, ok Oxy lấy xe lên rước mình anh em à, ok đi ơi, mời đi thôi, úi trời ơi, chiếc xe gùa, chiếc xe đa năng, đau nha bạn ơi, ê, bạn ơi, hơi đau đấy bạn ơi, ok công luôn Oxy ơi. Lên đi ông ơi. Trời ơi, dám bắn tôi kìa ông ơi. Lên trả thù nó đi ông ơi. Dám bắn đời đây Khang kìa. Oxy ơi. Trời ơi, mày giết cái đi Oxy ơi. Rồi. Ok, Oxy múa đi ông ơi, Trời ơi, quẩy đi ông ơi. Trời ơi, đặt quả keo ở đây sao chơi được á. Trời ơi, Oxy. Trời ơi, đặt quả keo ở đây sao ra được. Quải cái Oxy chứ anh em à. Ôi thằng này chắc anh em ơi. Ê mình nghĩ chắc chạy xuống dưới rồi anh em à, không có đường nào thoát hết chưa. Đây. Thế. Ok bắn đi ông ơi. Đây giết đi. Ok đã. Đây. Trời ơi, nó vẫn còn sống anh em à. Oxy tưởng đâu Oxy bắn nóc rồi anh em ơi. Ok chơi đi ông ơi. Úi trời ơi, chơi đi ông ơi. Tròn bắn đi ông ơi. Muốn mày ông ơi. Muốn đi Oxy ơi. Mình tính cho Oxy one shot anh em à. Ok, ấy ôi lên giết ông ta. Giết luôn anh em ơi. Đấy mình tính cho Oxy one shot cho ông ba, mình thấy mình nhìn đẹp mắt cái anh em à. Đấy Oxy one shot đẹp mắt lắm anh em, nhìn đã lắm anh em à, cho nên mình hay cho Oxy one shot cái thằng đó anh em à. Đấy nhưng mà thấy hơi hiu quá anh em ơi. Ok mình chạy qua khu điền trang rồi anh em ơi. Đấy trời ơi còn ai không? Đây có cá luôn, như cá luôn. Đấy được đấy, đông đấy. Đấy ok mình chạy qua đây anh em ơi. Mình bắn tèn thôi anh em à. Đấy mình bắn tèn thôi cho Oxy giao tranh đi, mình kiếm tèn mình kiếm mấy thằng lẻ bắn anh em à. Ok có thằng kia đây, chắc cú luôn. Mày bắn ai? Bắn ai? Úi trời hai chứ không chết à. Úi trời ơi, đặt kèo anh dê, về kèo anh vô tới ơi. Đặt làm dê. Trời ơi là trời, đi cứ đặt kèo tròn mà sao đặt kèo cái nữa mà. Trời ơi kèo tới dí đặng găng luôn mày. Chạy. Úi trời ơi, what the hell, đau thế ông ơi. Úi trời ơi, đau quá Oxy à. Ôi nó bắn trên nóc quá anh em ơi. Trời ơi khó chịu quá, không kiên tâm được anh em ơi. Ok Oxy qua cứu mình anh em ơi. Ngon lành này, được không sao anh em ơi. Nói chung mình có đồng đội mà mình bắn hơi ẩu tí anh em ơi.
Oxy, Oxy cái bộ đồ chủ đạo của ông là bộ đồ vàng anh em à. Ấy ông hay mặc bộ đồ đó lắm anh em. Đề Khang thì Lego. Đề Khang không giống ai hết trơn anh em à. Ê làm gì đấy? Đây làm gì đấy? Úi trời. Ai chà. À lũ đạn hả? Giữ gì sao? À cổ đông anh em ơi. Ui trời ơi, xuống đây. Ui chết queo anh em à. À chà chà. Ấy sao đó cái nào? Bể đầu. Chịu đó không có đường nào mà sống nữa chứ anh em à. À chà chà, giữ gì sao? Thằng chết luôn anh em ơi. Trời ơi ngon lành. Này mình chỉ với thằng chết đó anh em à. À cái đây. Trời ơi, còn thằng chết đó kìa anh em ơi. Mày xuống luôn. Trời ơi xuống cân luôn anh em à. Xuống luôn. Trời ơi ghen. Trời ơi còn ai không? Rồi ai không? 7 kêu rồi anh em à. Trời ơi lượm nhiều kêu thế nha. À chạy ra đây. Ôi trời ơi nhiều cá luôn. Mà nóc bể đầu nó chạy ra bể đầu. Ui rồi. Ui 141 cũng khê quá anh em ơi. Ủa một bắn đầm quá anh em à. Ui đạn đi đầm quá bắn dễ vô đầu quá anh em ơi, kéo đâm khê quá. Ngay tuy ui rồi ui tuy sát thương không cao bằng Ska nhưng mà khẩu này nó bắn đạn đầm quá anh em, tóc bắn không bằng Ska nữa nhưng mà bài đạn nó đi quá im. Ê chết chắc anh em ơi. Ê làm gì đây? Ôi trời ơi chạy ra. Ui bài đạn bắn không dính đi ta. Ui quả này Đề Khang bắn đạn không dính ta. Ui thằng này dắt trâu đấy, bắn trúng máu anh em à. Ok ngon lành. Oxy đâu rồi. À trời oxy sau lưng mình anh em à. Ok mình sẽ chạy qua đây em ơi, bên đây có keo. 10 kill rồi em ơi. 10 kill rồi. Ai qua thôi. Ok, bể đầu nè. Ê tưởng đâu ha ha, mình tưởng nó hầm sát thì có địch thiệt anh em à. Ok qua luôn. Ấy trời ơi, xe ta bon qua những chặng đường, xe hai cẳng của ta bon qua những chặng đường anh em ơi. Bể đầu rồi. Ôi rồi nè, chết. Ui trời ơi. Bắn chết gì lộn mèo luôn anh em à. Bắn cái thằng địch chết lộn mèo luôn anh em. À, nhìn hài quá anh em à, bắn nó lộn ngược luôn anh em à. Trời đúng hài luôn anh em ơi. Ok. Giỡn hoài bạn. Giỡn hoài ní. Ok anh em ơi xuống luôn. Rồi, Oxy nhanh thôi. Oxy mới đây tới với mình rồi anh em à. Oxy cũng khá là lẹ chân anh em ơi. Rồi. Bắn nhau. Trời để Khang cover cho. Ok lũ đạn nè em ơi, ăn một nháy nè, ấy hai nháy nè. Chết ơi, quên cái đạn em ơi. Ui trời quên cái đạn. Trời bắn xuống mà quên cái đạn. Này chết luôn rồi anh em ơi. Trời ơi Đề Khang đó là Đề Khang, bắn mà không để ý gì hết trơn anh em ơi. Trời em biết tại sao anh em, đôi khi mình chỉnh cái hình cái súng trên đây nè, mình chỉnh cho nó mờ quá anh mà. Ấy hơi mờ quá cho nên là mình nhìn nó khó thấy anh em ơi. Nhưng mà mình chỉnh cái mờ để cho anh em cũng đỡ khó chịu. Nếu mình để đậm quá thì nó sẽ bị che màn hình nhưng mà hơi khó chịu một tí. Nên là mình để hơi mờ tí cho anh em nhìn nó dễ chịu tí anh em ơi. Ok đi thôi Oxy ơi. Trời Đề Khang với lại Oxy có duyên với lại cái xe xanh này lắm hay sao anh em à. Ấy cứ gặp vô trận rồi gặp cái xe này anh em ơi, hoặc là xe gùa anh em à. Trời Đề Khang với Oxy toàn dính mấy xe cùi không à. À rồi tao thấy mày rồi. Đâu nhảy xuống vậy em. Lên nóc giờ mới nhảy xuống mà nhảy ngay cái lúc mà Đề Khang với lại Oxy vừa chạy qua luôn anh em à. Chết chắc rồi em ơi, chạy đâu. Trời chạy đâu. Rồi chết chắc. Ai ok anh em ơi, bên trái nè. Ơi chú bầm lên mình. Ok. Tét cái đầu luôn mà không biết nào mà đỡ được anh em ơi. Khó đỡ rồi anh em ơi. Ok đi tiếp thôi ông ơi, đi tiếp thôi bé ơi. Bé Oxy TV ơi. Ôi trời ơi, hình như mấy thằng địch nó không thích ăn Oxy hay sao anh em ạ. Không thích ăn snack hay sao anh em ạ. Ấy snack Oxy đấy anh em. Giờ gặp Oxy với lại Đề Khang ghén anh em ạ. Ok lên xe. Đấy. Đấy Đề Khang chơi bộ đồ Lego là bộ đồ anh em hay mua mấy con Lego để chơi anh em. Đấy anh em mua bịch Oxy sẽ tặng một Lego anh em ạ. Đấy nhưng mà anh em không có anh em nào mà ăn được Oxy chứ anh em ạ. Ấy ăn được Oxy rồi mới có mấy ăn được Đề Khang anh em ơi. Ấy ok anh em ạ. Tại vì mua Oxy á thì phải mới có được tặng Lego Đề Khang anh em ạ. Nhà mình nói sầm đấy mà. Ok, ôi trời ơi Đề Khang, mình chết mắt quá, mình không để ý nữa mà, lụi cây lụi nhà quá trời anh em ơi. Ok, lên xe đi thôi, còn ai không? Mới có 12 kill anh mà, khá là ít kill đấy. Đấy Đề Khang còn cần kill nữa. Ui rồi, Oxy bắn ai thế ông ơi? Để Đề Khang chết cho. À xuống đây nè mày. Mình có Oxy thì phải có địch nè mà. Ui rồi, chứ mà có địch luôn. Chà xuống nè mày, không ổn. Bể đầu, ok, chết luôn. Ui rồi mày hên đấy. À lúc ra chạy đâu. Ôi không ngờ quên mày, chơi luôn nè. Chết. Ôi trời ơi hên em ạ. Trời quyếu dùng hết chơi em ơi. Ok lựu đạn mình công luôn em ơi. Công luôn. 1-3 luôn. Xin một cái đội lựu đạn nổ. À để vô. Qua đây chơi mình luôn này. Kẹo quá đá. Ok. Chết chắc rồi mày. Orion lên. Đây. Orion có lợi chưa anh em? Hãy đặt keo nè. Orion tiếp nè. Hai viên là bật Orion lên gài đạn nè. Rồi hai. Đây. Ủa đặt keo tròn rồi. Hai viên là chết luôn rồi mấy hồi. Orion tiếp nè. Bắn hai viên nè. Ui rồi chết luôn. Trời ơi là trời, đúng là Orion của Đề Khang quá trời tiện lợi, quá trời đỉnh anh em ơi. Ôi Đề Khang xử lý Orion này. Ui rồi bá chém một chén leo tấp súng cái này thôi chứ thứ gì mà chịu nổi nữa mà. Ok Oxy bật còn bắn nhau bên ngoài nữa. Ok 15 kill rồi. Mình Oxy đây cũng cả chục kill rồi anh em à. Ấy hai mình cộng lại chắc cũng hai mấy kêu đấy em ơi. Ơi bể đầu nè, chơi không? Chết không? Ơi ghén à. Ok công luôn em ơi, lú ra chơi không? Rồi trời thích thì kéo đâm nè, solo kéo đâm nè em ơi.
Ui cái là kem lên luôn mày. Đấy xuống cái tầm này, nó hơi 50-50 mà. À nó lướt rồi. Mày lướt cái đâu? Lướt vô. À nó lướt cái này mày. Ui xa thế. Rồi. Lướt các mày. Ôi giời ơi, trời hên đấy. Anh đi hên cái đó mà. Đúng hên luôn mày. Mày chết chắc rồi em ơi. Rồi trời ơi, đặt quả keo trâu quá nhưng mà được biết nào bể anh em. Ok công lên mày. Đây, chạy đâu bên phải mình đây em ơi. Chạy đâu bé ơi. Úi hồi nhanh đấy. Rồi. Núp ở đây bơm máu bên phải bên em ơi. Rồi chết chắc là một con bốt một đám bảy ra. Ôi trời ơi, chạy đâu. Ôi trời ơi, trời ơi, keo tròn nữa rồi. Trời lưu đạn anh em ơi. Chết chắc. Một nhảy, hai nhảy. Thêm một quả, hai quả lưu đạn anh em ơi. Ê lưu đạn anh em ơi. Gớt ở trên. Ui rồi chết anh em ơi. Rồi, chết con một phía trước luôn. Rồi trời ơi, có kim tim không ta? Để mình coi có kim tim không mà. À nó không có kim tim. Không kim tim. Ok gạt luôn. Đấy cho được chết em ơi. Đấy 16 kêu luôn. Oxy ơi. Công nhận oxy mình với oxy cũng nhây lắm anh em à. Hai người bắn nãy giờ không chết anh em. Quá là nhây luôn anh em ơi. À bắn oxy mày. Thằng này ôi đâu ra vậy? Trời ơi ngon lành đấy. Có một kêu ngọt sướng luôn. À còn ai nữa không? Thằng nào dám bắn oxy? Thằng này dám bắn mày bắn oxy mày. À, làm sao? Bắn anh em tao mày. À hai thằng. Ôi giời ơi. Ôi anh nè. Trời ơi bắn hụt không vậy? Ôi trời ơi anh em bắn hụt không anh em à. Trời ơi mình tưởng đó anh em sấy mình đau lắm, mình tính bật ôi lên mà không khỏi hết em ơi, khỏi kia. Bên phải có thằng nấp cái hàng rào mà nhưng mà nó không bắn mình, nó không bấy. Nó đang núp anh em ơi, nó không núp chứ không dám bắn anh mà. Đấy, bên trái mình có thằng bắn mình. Ê mình sẽ ke mình bắn giết thằng bên đây nè. Đây mình thấy nè. Rồi mình chết cái đầu. Ui xây giáp luôn. Chết. Chết luôn. Ui trời ơi, chết luôn. Rồi ok còn 4 thằng cuối thôi. Hay quá oxy, để khăn cô vợ cho, ui rồi, chết anh ơi, chết luôn, oxy, từ từ không ơi, để đi khăn chơi được, ui rồi, bể đâu nào, đây còn thằng cuối, ok, mày chết, ui trời ơi, để khăn cô vợ tới đây thôi, oxy còn gì nói đâu oxy, để khăn cô vợ hết cỡ luôn rồi anh em à. Ai đây khen cover hết đát luôn anh em ơi, cover hết nổi luôn anh em ơi, cover mắc binh rồi đó anh em ơi. Ok còn một thằng cuối thôi. Ai rồi, ôi hai thằng cuối. Ui vô đây. Làm sao? Ui liên luôn anh em ơi. Top 1 luôn, 27 kill luôn. Ok anh em ơi, video kết thúc rồi. Xem video nhớ cho đi khen một like, vừa quên cho đi khen một đăng ký kênh nha. Anh em nhớ cho đi khen một oxy một đăng ký kênh nha. Ok anh em ơi, 11 kill, 35 kill mà. Ok tạm biệt anh em nha. Mày yêu anh em nha. Nhớ comment nhớ bí anh em mà. Mày yêu anh em, nhớ thích video cho khen like nha.